Xin chào anh em, chúc mừng năm mới. Và vào một ngày đầu năm đẹp trời như thế này của năm Nhâm Dần thì không có lý do gì chúng ta lại không cùng nhau bàn bạc đến câu chuyện của Apple, đúng không ạ? Có thể các bạn đã biết rồi và cũng có thể các bạn chưa biết, đó là Apple họ đang có ý định đó là loại bỏ một loạt những cái line up sản phẩm của mình, mặc dù những cái sản phẩm này cực kỳ ngon. Thực ra thì đây là một thông tin mà vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì sao? Vui là chúng ta có thể được đón chờ những cái sản phẩm mới nó chất lượng hơn trong tương lai. Buồn là vì những cái sản phẩm đó thì sau này các bạn sẽ không thể nào mua mới được nữa, các bạn sẽ chỉ có thể mua cũ thôi, hoặc là những cái hàng kiểu nó tồn kho còn lại ấy. Vậy thì đó là những cái sản phẩm nào và liệu là cái sản phẩm các bạn yêu thích ý, có nằm trong danh sách này hay không, thì hãy theo dõi video ngày hôm nay nhé. Sản phẩm đầu tiên rất là buồn phải chia sẻ với các bạn, đó là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Đặc biệt với mẫu iPhone 12 Pro Max thì nó là cái mẫu iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2021. Nhưng mà hiện tại thì nó đã bị xóa khỏi trang web của một số cửa hàng chính hãng. Theo như thông tin đến từ phía đại diện của một chuỗi đại lý bán lẻ tại Việt Nam thì anh cho rằng là hiện tại các đại lý phân phối chính hãng Apple đều đã hết hàng iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Chúng tôi thì cũng chỉ còn có một ít hàng tồn kho thôi, nhưng mà không nhiều. Apple không có kế hoạch sản xuất tiếp những cái model này trên thị trường thì Việt Nam chúng ta cũng không thể nào nhập hàng về được. Với những chiếc iPhone 12 Pro Max chính hãng hiếm hoi còn lại trên thị trường thì hiện tại nó đang có giá là khoảng 28,5 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Trong khi đó mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng 2 triệu đồng nữa thôi là có thể ngay lập tức sắm cho mình được một chiếc iPhone 13 Pro Max rồi. Vậy nên mình nghĩ rằng là mọi người nên mua iPhone 13 Series, nó sẽ là một cái sự lời hơn. Đấy, nói thẳng ra là như vậy. Vậy thì mua iPhone 13 Series ở đâu? Mình tham khảo được mức giá cửa hàng Hoàng Hà Mobile, nó khá là ngon với iPhone 13 Series. Những cái chiếc iPhone 13 Pro Max thậm chí giá còn dưới 30 triệu đồng nữa cơ. Vậy nên bạn nào quan tâm, mình sẽ để đường link phía dưới phần mô tả cho các bạn xem. Còn nếu như bạn nào mà chờ được thì có thể chờ đến iPhone 14, tháng 9 năm nay sẽ có, ok. Thiết bị thứ hai chính là iPhone XR, được ra mắt vào tháng 9 năm 2018 cùng với iPhone XS và iPhone XS Max. Đây là một trong những chiếc iPhone được bán mới lâu nhất của Apple. Thậm chí là mãi cho đến ngày ra mắt iPhone 13 Series thì iPhone XR vẫn có hàng mới nhá. Trong khi những chiếc iPhone 11 Pro Max thì đã bị khai tử từ rất là lâu rồi. Theo như thông lệ thì Apple sẽ luôn luôn khai tử những cái dòng Pro và Pro Max để giành thị phần bán iPhone mới, ví dụ như là iPhone 13 Pro này hay là iPhone 13 Pro Max chẳng hạn. Tuy nhiên cái việc mà giữ lại iPhone XR ấy, nó cho thấy là cái đầu óc kinh doanh của Tim Cook nó tốt như thế nào. Chúng ta giữ lại những cái chiếc iPhone giá rẻ để làm gì? Nếu còn làm tiền để bán được nhiều hơn chứ còn gì nữa, đúng không? Bởi vì người dùng nhá, ở bên nước ngoài các bạn không phải là ai cũng họ cũng muốn mua những chiếc điện thoại đắt tiền quá đâu. Những người nước ngoài và đặc biệt là bên thị trường châu Âu ấy thì họ rất là thực dụng và họ muốn những cái thiết bị iPhone nó nhỏ, nhẹ, xinh xắn, vừa tay, nó đủ mạnh để đáp ứng cho nhu cầu của họ, như vậy là đủ rồi. Chứ họ không cần những cái chiếc Pro Max như ở Việt Nam chúng ta đâu nhá. Vậy nên là iPhone XR ấy vẫn sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ hợp lý. Và mình biết rằng là cũng có nhiều bạn trẻ Việt Nam thích iPhone XR lắm, nhưng mà bây giờ chỉ mua được hàng cũ thôi. Số 3 đó là HomePod. Hồi tháng 3 năm ngoái thì Apple đã thông báo là họ sẽ ngừng phát hành HomePod để tập trung hơn vào các sản phẩm HomePod mini. Vậy tại sao Apple lại phải làm như vậy? HomePod ra mắt vào tháng 2 năm 2018. Khi mà mới ra mắt thì nó được đánh giá là một chiếc loa thông minh có chất âm vô cùng tốt, cũng như là các tính năng thông minh. Trong một video của chúng mình vào 3 năm trước thì anh Vinh cũng đã chia sẻ về cái vấn đề này. Anh Vinh nói rằng là đây không phải là một sản phẩm phù hợp với đại đa số người Việt Nam chúng ta. Hơn nữa, nếu như mà chúng ta so sánh về giá cả giữa một bên là HomePod và một bên là các đối thủ khác, ví dụ như là Amazon Echo hoặc là Google Home ý, thì rõ ràng là HomePod nó thua thiệt hoàn toàn. Với người Việt chúng ta thì cứ Google Assistant cho nó lành, tiếng Việt đàng hoàng, việc gì các bạn phải ngồi căng giọng lên phát âm tiếng Anh cho nó chuẩn, đúng không? Vậy nên là mình nghĩ rằng loại bỏ HomePod thì cũng là một sự hợp lý thôi. À mà mình mới mua Google Home ý, nó hay phết các bạn ạ. Số 4 đó là iMac 21.5 inch. Mẫu iMac này được Apple thông báo là ngừng cung cấp vào tháng 10 năm vừa rồi. Đây cũng là mẫu iMac 21.5 inch cuối cùng được ra mắt. Việc mà mẫu iMac này ngừng sản xuất không có gì đáng ngạc nhiên khi mà Apple đã giới thiệu những cái chiếc iMac 24 inch siêu mỏng với thiết kế mới hoàn toàn, và đặc biệt là nó có cấu hình cực khủng với con chip M1. Riêng cái thiết kế của iMac mới thì nó mỏng, nó thời thượng, nó hiện đại thì nó lại còn mạnh nữa, nên chả có lý do gì mà các bạn phải mua những cái máy nó vừa nặng nề vừa cục mịch lại còn hiệu năng yếu hơn cả, đúng không? Hiện tại thì Apple chỉ còn lại 3 dòng Mac chạy chip Intel, bao gồm iMac 27 inch, iMac mini và Mac Pro Tower. Và cuối cùng sản phẩm thứ 5, nhưng mà mình nghĩ rằng cái sản phẩm này không có quá nhiều người Việt Nam cần phải dùng đến nó đâu, đó chính là iMac Pro. Cũng trong tháng 3 năm 2021 thì Apple đã thông báo là họ sẽ ngừng sản xuất luôn iMac Pro. Khi đó thì Apple đã nói rằng iMac Pro đang là một sản phẩm không có nhiều chỗ đứng, và rõ ràng là nó đúng thế thật. Hiện tại thì iMac 27 inch vẫn là một sự lựa chọn của đại đa số người dùng iMac chuyên nghiệp.
Bản thân cái chiếc iMac Pro ấy, nó là một cái thiết kế all-in-one. Nó có tất cả mọi thứ, từ một cái màn hình lớn này đến một cái hiệu năng khủng. Và rõ ràng như thế thì nó quá là thừa thật. Với những người mà cần nhu cầu không quá nhiều ấy, thì họ sẽ chọn ngay iMac 27 inch. Mới nhất thì là iMac M1. Còn với những người nào mà có nhu cầu sử dụng cấu hình cao hơn ý, thì họ có thể mua một chiếc Mac Pro và cắm thêm một cái màn hình bên ngoài. Thì cái vấn đề kinh tế nó sẽ được giải quyết tốt hơn rất là nhiều, hơn là cái việc các bạn phải mua một thiết bị all-in-one quá lằng nhằng và cũng quá là đắt. Và đó là 5 sản phẩm cực hay nhưng mà Apple đã sớm cho lên thớt và không được sản xuất mới nữa rồi. Nếu như bây giờ các bạn mua mới được ý, thì có thể là do có một vài người họ nhập sản phẩm về mà họ chưa bán được. Vậy thôi, còn nếu như các bạn lên trang chủ chính thức của Apple ý, thì các bạn sẽ không thể nào mua mới được những sản phẩm này nữa nhé. Mình nghĩ rằng cái xu hướng này của Apple thì cũng là một sự hợp lý thôi. Và như mình đã chia sẻ ngay ở phần đầu video, cái tin vui ở đây đó là những cái sản phẩm cũ được lên thớt sớm ý, thì những cái sản phẩm mới sẽ được đẩy ra và đến với người dùng sớm hơn. Ví dụ như là cái dòng iPhone 13 series chẳng hạn. Và nếu như các bạn đang muốn sở hữu cho mình một chiếc iPhone thuộc 13 series với mức giá vô cùng tốt thì có thể truy cập đường link phía dưới phần mô tả tại Hoàng Hà Mobile nhé. Nên nhớ là iPhone 13 Pro Max đang có mức giá cực kỳ ngon, thậm chí còn dưới cả 30 triệu đồng cơ. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Hãy cho chúng mình biết bằng cách comment xuống phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe Vật Vờ Studio, cùng với đó là join vào group Telegram của chúng mình. Link tất cả ở bên dưới phần mô tả rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đóng máy Ninh ơi. Như vậy là chúng ta còn một bài nữa.